Thưa quý vị, cụ đồng Trần Thị Duyên tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định là cá nhân duy nhất của tỉnh Nam Định vinh dự được nhận danh hiệu nghệ nhân nhân dân do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phong tặng. Đây là ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với 64 cá nhân có nhiều cống hiến xuất sắc trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Phía sau danh hiệu cao quý ấy là những cống hiến gần trọn cuộc đời với bao vất vả thăng trầm mà nghệ nhân nhân dân Trần Thị Duyên đã trải qua để gìn giữ, phát huy di sản thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Hình ảnh những giá hầu đồng theo lối cổ được thực hành bởi nghệ nhân nhân dân Trần Thị Duyên tại khu di tích lịch sử văn hóa Phủ Dậy đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng những người đến chiêm bái. Thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2016. Đó là niềm vinh dự, song cũng đòi hỏi trách nhiệm của cả cộng đồng để gìn giữ, phát huy giá trị của di sản. Các con muốn đại trình đồng mà phổ thì các con phải làm những cái việc tốt. Các con có làm việc tốt thì người ta mới làm tốt được. Cho nên các con đại trình đồng mà phổ, các con phải có một đạo đức tốt. Cụ thì được nhà nước công nhận phong tặng nghệ nhân nhân dân, còn con gái kế tiếp thì được nhà nước là phong tặng là nghệ nhân ưu tú. Và trên thực tế tôi thấy rằng là gia đình đóng góp rất là tích cực và họ đi rất nhiều nơi các tỉnh thành để mà tuyên truyền giới thiệu về những cái bản chất, những giá trị tốt đẹp của di sản. Mùa xuân này, cụ Trần Thị Duyên đã bước sang tuổi 94, cái tuổi xưa nay hiếm của cuộc đời mỗi con người. Nắm giữ được những yếu tố quan trọng trong thực hành tín ngưỡng thờ mẫu, nghệ nhân Trần Thị Duyên luôn tâm niệm và cố gắng gìn giữ, trao truyền những giá trị nhân văn tốt đẹp hàm chứa trong dòng chảy của di sản qua năm tháng. Trong suốt hơn 30 năm qua thì cụ và toàn thể gia đình đã dốc lòng, tận tâm, tận lực để trùng tu lại một quần thể di tích kiến trúc Phủ Dậy, đặc biệt là Phủ Chính Tiên Hương Từ. Thế thì cụ là một cây đại thụ trong tín ngưỡng thờ mẫu của Việt Nam. Cụ đã có công truyền dạy cho rất nhiều học trò và đặc biệt là các học trò tiêu biểu cụ đến bây giờ cũng đang là thủ nhang các cái di tích lớn và có uy tín trong cộng đồng thờ mẫu tiếp theo. Trong niềm tự hào của cộng đồng tín ngưỡng thờ mẫu ở Nam Định nói riêng và cả nước nói chung, những cống hiến của nghệ nhân nhân dân Trần Thị Duyên đã gìn giữ được những giá trị nguyên gốc, căn bản nhất của di sản, đồng thời phát huy những giá trị có ý nghĩa nhân văn tốt đẹp trong đời sống cộng đồng,